Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Smart nhận 10 token có ký hiệu là SDC các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn click mô tả dưới video bấm start chatbot. Bấm join này drop. Dự án này chương trình này drop này hơi lâu phân phối đó, nhưng các bạn cứ làm đi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join drop này. Phân phối trong tháng 9 này. Rồi các bạn join drop xong mất up lỡ xôn tiếp kênh seller rồi xôn xong thì các bạn follow từ Twitter và từ Whitbot nè. Đây thì trên nguồn góp này uy tín rồi các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn từ Whit với dưới game luôn các bạn test lại luôn các bạn, rồi bấm up lên nè. Tiếp tục follow kênh partner nữa nè. Rồi các bạn tìm cái bài của nó đó bạn, Lucky Dot là Smart Dot nè, các bạn like các bạn tự quyết luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Instagram nè, trên Instagram bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên muốn submit đi tên, rồi có cho link group xong thì bạn kiểm tra có cho xong thì bấm don. Rồi tiếp tục cùng gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter bạn nhấp ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép liên kết nha bạn, rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi đường link Instagram các bạn. Blue Instagram profile link thì bạn nhấp vào Instagram nè. Các bạn chờ lâu chút xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái cùng nè, các bạn sao chép nè. Rồi các bạn gọi là chatbot nè. Rồi tiếp tục cùng gọi địa chỉ bên bi sao mát chen bet 20 trên chiếc chocolate nha các bạn. Thì ai drop thì các bạn có ai drop tức là mì quăng lô đài đi các bạn. Rồi các bạn xôn xào ai drop nữa mà, xôn xong thì bạn bấm don. Rồi tiếp tục follow và tweet and report bấm bấm set. Rồi bấm bấm status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 token SGC này các bạn, khoảng 10 đô các bạn. Thì để mọi người lên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm tài khoản các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Smart. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Các bạn đừng quên like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.